Chào tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Thái Bảo tối ngày hôm nay. Thì hôm nay Bảo giới thiệu lại cái mặt máy khoan pin 3 chức năng motor từ thương hiệu là Hukan nha. Thương hiệu này là nó hết hàng khá là lâu, đứt hàng cũng khá là lâu, lực siết cao. Mà máy là anh chị cũng biết rồi, từng mua rồi nha. Con này thì khỏe dữ lắm. Mà máy là Hukan HK533BL, đầu khoan lớn nè. Pin thì pin Panasonic luôn anh chị à, nên là xài trước đây là nó về nhiều, nhưng mà đứt hàng cũng 4 tháng trời rồi. Hôm nay nó lại về Nam giá. Tối ngày hôm nay không có gì thay đổi cho con máy này. Và đương nhiên những cái gì mà Hukan mang lại trước giờ Bảo bán là, thứ nhất là chất lượng cũng tạm được này, thứ hai là giá thành rất là rẻ luôn. Đó, giá không thay đổi, một con máy brushless này tối ngày hôm nay cũng chỉ có 1.250.000 cho đợt này nhá. Rồi Bảo sẽ giới thiệu lại con máy một tí xíu. Con máy này lúc mà anh chị bấm cái lực máy là nghe tiếng rất là đã nha. Đó, Bảo tiến hành test cho anh chị xem cái âm thanh. Ngày trước Bảo đã test con này khoan lỗ gạch 42 rồi, này nọ kia rồi. Rồi anh chị sẽ thấy là con máy này là đầu á, là đầu là 13 mm. Máy thì đi kèm 3 chức năng này. Đó, chức năng bắn vít. Chức năng bắn vít Bảo nhầm số, tại con này nó mạnh lắm nha, mình bóp không đứng đâu. Đó, chức năng bắn vít là đi kèm là 20 cấp trượt, nhưng cấp thứ 20 là bắn cũng khỏe dữ lắm. Tiếp tục là cái chức năng mà để anh chị khoan gỗ nè, khoan sắt, con này đáp ứng vô tư. Rồi tiếp tục là chức năng để anh chị khoan bê tông nè, thì cái lực con này khá là cao, đầu 13 mm, motor từ nha. Rồi Bảo đọc cái phần vòng tua máy cho anh chị mình xem nè. Máy này á, chạy cái cấp trên đầu á, anh chị nhá, là cái cấp mà chậm á, là nó từ 0 đến là 720 vòng, và cấp cao là từ 0 đến 1980 vòng luôn. Đó, lực xiết con này á, thấp nhất là 60 N, mà cao nó lên đến 180 N luôn anh chị à, nên là rất là khỏe luôn. Đó, chạy chậm thì là 720 vòng, mà chạy nhanh á, âm thanh đã lắm, lúc mà máy thắng nó rất là sướng. Rồi motor á, thì nó là từ, đèn chiếu sáng rất là to này, ráp rất là khít nha anh chị nha. Cái mũi ráp này, quay lại em, mũi ráp cực kỳ xít luôn á. Hukan thì trước giờ là anh chị biết rồi, Bảo bán nhiều. Đợt này thì nó sẽ thay đổi về cái mẫu mà tem một tí xíu nha. Đó, tem nó sẽ làm theo cái hình mà, nói chung là không biết cái hình gì luôn, nhưng mà mới, mẫu mới năm 2022 nha. Motor là brushless, xài pin 21V nè. Rồi lúc mà anh chị mua thì sẽ được một cái thùng nhựa dẻo rất là xịn nha. Bên trong thì sẽ được là hai quả pin 10 cell pin Panasonic anh chị à. Đó, để anh chị xài ổn định nè. Với là một cục sạc giá chỉ có 1.250.000 thôi, mà trước đây thì hết hàng, nhưng mà giờ đã có hàng. Rồi thì anh chị nào thích một con máy khoan 3 chức năng motor từ này, chính hãng của Hukan, 3 chức năng, trước giờ hết hàng, lực xiết cao, có thể tham khảo con máy Hukan 533BL này, vì nó khá là khỏe, lực xiết lên đến là 180 N, thì liên hệ cho Bảo qua 3 số hotline trên màn hình. Hàng về thì nó cũng số lượng cũng đáp ứng để anh chị đặt trong 1-2 tháng, nên là anh chị cứ tham khảo kỹ, đặt ra đúng máy nhận hàng giúp Bảo luôn. Rồi bây giờ thì Bảo xin kết thúc video giới thiệu Hukan motor từ lực xiết cao 533 tối ngày hôm nay tại đây.